Ngày xưa, ngày xưa, có hai anh em tên là Hansel và Gretel. Mẹ của chúng qua đời khi chúng còn nhỏ. Chúng sống cùng cha của mình trong một túp lều nhỏ ở trong rừng. Cha của chúng kiếm sống bằng nghề đốn củi và cùng lúc chăm sóc cho hai đứa con nhỏ của mình. Sau nhiều năm làm việc trong rừng và cùng lúc chăm sóc cho hai đứa con nhỏ, ông quyết định kết hôn lại. Vợ của người đốn củi sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô ta ghét khi thấy họ nghèo và sống tận sâu trong rừng. Cô ta cũng chẳng thích con của chồng mình chút nào. Vào một đêm mùa đông giá lạnh, khi chuẩn bị đến giờ đi ngủ, Hansel và Gretel nghe thấy dì ghẻ nói với cha của mình: "Làm sao qua được mùa đông này đây? Chúng ta không có đủ đồ ăn. Nếu không bỏ bọn trẻ đi, tất cả chúng ta sẽ chết đói." Người cha phản đối một cách giận dữ: "Không phải tranh cãi. Tôi đã quyết định, ngày mai ta sẽ đem chúng vào rừng và bỏ chúng lại đó." Nghe vậy, Gretel bắt đầu khóc. Anh trai Hansel của cô bé dỗ dành cô bé: "Đừng lo Gretel, chúng ta sẽ tìm được đường về nhà." Đêm đó, Hansel trốn ra ngoài và nhặt nhiều sỏi nhất có thể và chứa vào túi. Sáng hôm sau, tất cả họ bắt đầu đi bộ vào rừng. Cha chúng nói với cả gia đình cùng đi dạo vào rừng. Trong khi đang đi, không ai để ý, Hansel thả từng viên sỏi để đánh dấu đường về. Chiều hôm đó, người cha và mụ dì ghẻ đốt một đám lửa lên và nói họ sẽ sớm trở lại. Sau đó, họ bỏ đi và biến mất vào khu rừng. Tất nhiên, họ không trở lại nữa. Khi màn đêm buông xuống, những tiếng động kinh hoàng của thú hoang trong rừng bắt đầu vang dội xung quanh hai đứa trẻ. Run sợ vì những tiếng kinh hoàng của bầy sói hoang, Hansel và Gretel không dám đi khỏi đám lửa cho đến khi mặt trăng xuất hiện. Sau đó chúng bắt đầu đi bộ theo những viên sỏi sáng lên dưới ánh trăng và đi bộ về nhà. "Tuyệt quá Hansel, anh thật là thông minh." Khi thấy hai đứa trẻ về nhà, người cha quá đỗi vui mừng và cũng quá ngạc nhiên. Người mẹ kế cũng tỏ ra vui mừng, nhưng sâu trong tâm trí, mụ ta vẫn giữ nguyên quyết định đó. Mụ ta rất khó chịu khi thấy hai đứa trẻ quay về. 3 ngày sau, người mẹ kế lại cố gắng tống khứ bọn trẻ đi. Lần này, mụ khóa cửa phòng của Hansel và Gretel vào lúc nửa đêm và mụ không để Hansel đi nhặt sỏi nữa. Nhưng Hansel là cậu bé thông minh. Khi trời sáng họ đi vào rừng, cậu bé lần này thảo vụn bánh mì mà cậu đã cho vào túi mình đêm trước đó. Và cậu lại tạo đánh dấu được đường về nhà. Giữa trưa, người cha và người mẹ kế lại đưa ra lý do để bỏ đi, để chúng ở lại trong rừng. Khi biết cha và mẹ kế của mình không trở lại, Hansel và Gretel quyết định đi về nhà trước khi trời tối. Nhưng lần này, chúng không thể tìm thấy đường về nhà, bởi vì tất cả vùng bánh mì đã bị lũ chim ăn hết. Gretel bắt đầu khóc. Lần đầu tiên Hansel cảm thấy bất lực vì không làm được gì. Lần này bọn trẻ thực sự bị lạc, không có đồ ăn và sợ chết. Chúng lang thang trong rừng suốt 3 ngày liền. Vào ngày thứ 3, chúng thấy một chú chim trắng như tuyết. Chú chim hót những bài hát với tiếng hót rất hay cho hai đứa trẻ. Chúng quên cả đói và bắt đầu đi theo chú chim. Chú chim đưa chúng tới trước một ngôi nhà trông rất kỳ quặc. Tường của ngôi nhà này được làm bằng bánh mì, mái nhà làm bằng bánh kem và cửa sổ bằng kẹo.
cả ngôi nhà được phủ bằng kem ở bên ngoài. Hansel và Gretel không thể tin vào mắt mình. Ngôi nhà trông ngon mắt đến kinh ngạc. Hai anh em quên cả mệt mỏi và bắt đầu chạy tới ngôi nhà. Cả hai vừa mới cắn một miếng của ngôi nhà thì chúng nghe thấy một tiếng nói từ bên trong nhà. Ai lại cắn nhà của ta nữa đây? Hai đứa trẻ nhìn quanh và chúng thấy một bà già bé xíu và đáng yêu ở cửa ra vào. Khi chúng kể cho bà nghe về chuyện xảy ra với chúng, bà thấy thương hai đứa trẻ và cho chúng vào nhà. Bên trong ngôi nhà hoàn toàn khác với bên ngoài. Nó tối, đáng sợ và có gì đó không ổn. Vì quá mệt và đói, hai đứa trẻ chẳng còn quan tâm gì nữa. Bà già mang ra đủ loại thức ăn và món tráng miệng cho hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ được ăn những món mà chúng chưa từng được ăn trước đây. Đêm đó, chúng được ngủ trên chiếc giường êm nhất mà chúng chưa từng được thấy. Sáng hôm sau, khi chúng tỉnh dậy thì không thấy bà già đâu cả. Chúng bắt đầu nhìn xung quanh. Phía cuối hành lang, chúng thấy một chiếc cửa nhỏ. Khi mở cửa, chúng thấy rất nhiều hòm đựng đầy vàng và của cải quý phía trong. Tất nhiên chúng rất kinh ngạc. Hansel muốn đi vào để nhìn kỹ hơn. Ngay lúc đó, chúng nghe thấy tiếng của bà già. Chúng mày nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Hai đứa trẻ quay lại, chúng đối mặt với một phù thủy đang đứng trước mặt chúng. Bà già hóa ra là một phù thủy đã đưa bọn trẻ tới nơi ẩn trú của mình, là một ngôi nhà được làm bằng bánh kem và kẹo ngọt. Bọn trẻ tìm cách để bỏ chạy nhưng cửa đã bị khóa. Mụ phù thủy túm tóc của Hansel để kéo cậu bé vào nhà và nhốt cậu bé vào chiếc lồng. Rồi mụ lôi Gretel vào bếp. Anh trai mày gầy trơ xương, nấu món gì cho nó ăn để béo lên đi. Khi nó béo lên, nó sẽ là bữa ăn ngon lành cho ta. Cấm ngươi không được ăn gì, tất cả đồ ăn là cho nó ăn. Nghe chưa? Không có cách nào khác, Gretel làm những gì mụ ta bắt cô bé làm. May mắn, Hansel là cậu bé nhanh nhẹn và thông minh. Cậu quyết định đánh lừa mụ phù thủy độc ác. Hằng đêm, khi mụ phù thủy ngủ say, cậu đào một cái hố trên mặt đất bên trong chiếc lồng. Mụ phù thủy kiểm tra Hansel mỗi buổi sáng để xem cậu bé có tăng cân hay không. Hansel không ăn những gì em gái nấu. Thay vào đó, cậu chôn chúng ở cái hố mà cậu đào. Mụ phù thủy lại càng bắt Gretel nấu nhiều hơn. Việc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày mụ phù thủy không chờ đợi hơn nữa. Mập lên đồ còi, ta không quan tâm nữa. Hôm nay ta sẽ làm bánh Hansel. Mụ ta quay về hướng Gretel. Kiểm tra lò nướng xem bột nướng đã đủ chưa. Dù rất sợ nhưng Gretel cũng thông minh như anh trai mình. Cô biết mụ phù thủy sẽ đẩy cô vào lò nướng. Cháu không thể chui vào để kiểm tra bột. Gretel than thở. Mụ phù thủy kéo cô bé ra và chui đầu mình vào bên trong. Gretel dùng hết sức lực để đẩy mụ phù thủy vào trong lò nướng và đóng cửa lò nướng lại. Gretel biết nơi mụ phù thủy giấu chìa khóa. Cô bé chạy lấy chìa khóa và mở cái lồng thả Hansel ra. Ngọn lửa trong lò nướng bánh bao trùm cả ngôi nhà. Hansel và Gretel chạy khỏi ngôi nhà đang bùng cháy vào rừng, nhưng chúng không biết phải đi đâu. Một lúc sau, chúng chạy tới trước một con sông. Một chú thiên nga lớn đã đưa anh em sang phía bên kia của bờ sông. Bọn trẻ nhìn quanh và bỗng nhiên nhận ra chỗ mình đang đứng. Chúng chạy thật nhanh về nhà. Thấy con mình, người cha quá đỗi vui mừng.
Người cha nói trong nước mắt, giải thích với chúng rằng người mẹ kế đã bỏ về nhà ngay sau khi bỏ hai đứa trẻ lại trong rừng. Và ông thấy có lỗi vì những gì mình đã làm. Và ông đã cố tìm kiếm bọn trẻ khắp nơi, nhưng đều không thấy con của mình ở đâu cả. Bọn trẻ vì quá yêu quý cha của mình nên đã tha thứ cho cha mình. Và chúng có một ngạc nhiên khác cho cha của mình. Chúng đã chứa đầy túi mình với vàng và kim cương chúng thấy ở nhà của mụ phù thủy. Cha chúng không thể tin nổi vào mắt mình. Tất cả những rắc rối của gia đình đã được giải quyết. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. Đôi giày đỏ. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một cô gái rất dễ thương, tên là Karen. Cô sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ với mẹ. Cô ấy sẽ hỏi mẹ về mọi thứ mà cô ấy tò mò. Mẹ ơi, những ngọn đèn nhỏ xíu trên bầu trời là gì vậy? Họ là những ngôi sao, Karen à. Tất cả mọi người sống trên trái đất cuối cùng đều trở thành một ngôi sao và tỏa sáng trên bầu trời mãi mãi. Karen chỉ có một món đồ chơi, một chiếc váy và một đôi dép gỗ. Đôi dép gỗ là do mẹ cô ấy làm nhưng lại không thoải mái, và cũng là đôi duy nhất Karen có. Một ngày nọ, mẹ của Karen bị ốm nặng. Vì vậy, Karen đến thị trấn để mua thuốc cho mẹ cô. Và trên đường đi, cô phát hiện ra một đôi giày màu đỏ đựng trong một chiếc hộp bên đường. Đôi giày tỏa sáng, đẹp đến mức Karen không thể không mang chúng về nhà. Nhìn này mẹ ơi, con tìm thấy những thứ này bên vệ đường. Đẹp không hả mẹ? Thật phù hợp với con. Những thứ này có thể thuộc về người khác, Karen, con nên lập tức đưa nó về chỗ cũ. Nhưng nếu chúng có chủ, người ta sẽ không để lại nó trong hộp như thế. Có thể chủ nhân vô tình đánh rơi. Vậy thì cô ấy không nên đánh rơi nó. Con đã phát hiện ra nó, giờ nó là giày của con rồi. Con ơi, nghe mẹ. Có thể bây giờ mẹ không thể mua cho con đôi giày mới, nhưng mà mẹ không muốn con mang giày của người khác. Chỉ vì điều đó, đừng cứng đầu nữa. Hãy hứa với mẹ là sẽ không mang đôi giày đỏ này đi. Karen buồn bã hứa với mẹ là không mang giày đỏ và giấu chúng dưới gầm giường. Nhiều tháng trôi qua, cho đến một ngày, Karen trở về nhà và không tìm thấy mẹ trong nhà. Cô nhìn khắp nơi cho đến khi cô nhận ra rằng mẹ cô đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời. Ngày hôm sau, trên đường đến đám tang của mẹ cô, Karen đi đôi giày đỏ đó. Những người đến dự đám tang đều không thể rời mắt khỏi đôi giày của Karen. Ôi, làm như vậy không phù hợp tí nào. Nhưng Karen không quan tâm, bởi vì cô ấy yêu đôi giày của mình. Một bà lão tốt bụng đi ngang qua nghĩa trang. Người phụ nữ lớn tuổi này biết được rằng cô gái nhỏ này giờ đã là trẻ mồ côi và muốn nhận cô làm con nuôi. Đi với tôi, cô gái xinh đẹp. Ta sẽ cố gắng hết sức để cho con thành công và trở nên xinh đẹp khi lớn lên. Vì vậy, Karen đã về sống với bà lão trong nhiều năm. Karen, con đã đi đôi giày này từ khi đám tang của mẹ con rồi. Chúng đã rất bẩn rồi, con cần cởi ra ngay bây giờ. Không, con yêu đôi giày đỏ của con. Ôi Karen, con đừng cứng đầu như vậy chứ. Hãy tháo giày ra đi. Ta hứa sẽ mua cho con một đôi giày đẹp hơn. Karen không muốn xúc phạm người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng khi nhận nuôi cô. Vì vậy, cuối cùng cô ấy đã cởi đôi giày của mình và ném chúng đi. Ngày tháng trôi qua, đến một ngày, Karen đang chơi trong căn phòng mới của mình
với quần áo và đồ chơi mới, bà lão mang cho cô một đôi giày mới. Nhưng Karen không thích đôi giày này chút nào. Nhưng đây là màu xanh lam, rất xấu, con không thích chúng chút nào hết. Vì vậy, trong nhiều năm tới, Karen đã nhớ đôi giày đỏ của mình rất nhiều. Cô lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thái độ ngoan cố của cô ấy không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi bà lão mang quà đến. Nhưng con không thích cái này. Nhưng ta đã đan cái này cho con. Con sẽ không bao giờ ăn món này, làm cho con khoai tây chiên. Ít nhất thì phải cắn một miếng chứ, con yêu. Bà lão rất mệt mỏi với thái độ cứng đầu và kén chọn của Karen, nhưng vẫn làm món khoai tây chiên cho cô. Khi bà lão bước vào, Karen đang cởi đôi giày màu xanh, mà giờ chúng đã nhỏ hơn so với cô. Nhìn kia, tất cả mọi thứ của con bây giờ thật nhỏ bé, con đã trưởng thành rồi. Ôi, vậy thì đi mua cho con quần áo và giày dép mới thôi. Sau đó, bà lão và Karen đi đến cửa hàng. Nhìn kìa, giống như đôi giày màu đỏ yêu thích của con, còn phải có chúng, hãy lấy những thứ này. Karen, con không nên mang đôi giày màu đỏ sang trọng này. Con cần những đôi giày mà tạo ra sự tôn trọng, giống như nếu chúng ta cần đi đến một đám tang. Ta chỉ có thể mua cho con một đôi giày. Con hãy mua màu đen và về nhà. Ta cảm thấy mệt rồi. Con không quan tâm. Nếu bà không mua cả hai đôi giày, con sẽ đi chân trần ở khắp mọi nơi từ bây giờ đó. Ôi, cô gái nhỏ, ta ước gì cô không cứng đầu như vậy. Bà lão mua đôi giày đen cho Karen và dành số tiền cuối cùng để xoa dịu cô ấy bằng đôi giày đỏ. Họ phải đi bộ về nhà. Trên đường đi, đôi chân của bà cụ bị đau rất nhiều và bà không thể theo kịp Karen hư hỏng. Và Karen không quan tâm, cô ấy bước về nhà với đôi giày đỏ mới của mình. Một ngày, bà lão nói với Karen rằng họ cần tham dự một đám tang trong thị trấn. Karen, chắc chắn phải mang giày đen. Nếu không, nó sẽ là thiếu tôn trọng trong đám tang. Karen nhìn vào đôi giày màu đen trong phòng cô ấy, và sau đó là đôi màu đỏ tươi. Và cô ấy chọn đi đôi giày đỏ. Khi họ rời khỏi nhà, cô ấy che chúng bằng váy của mình để bà lão không nhìn thấy đôi giày. Tuy nhiên, tại đám tang, mọi người đều thấy đôi giày của Karen sáng rực dưới váy của cô ấy. Họ nói chuyện với nhau về đôi giày đỏ của Karen tại đám tang, về việc bị thiếu tôn trọng như thế nào. Khi những gì đã nói đến tai bà lão, bà rất tức giận. Con đã không nghe những gì ta nói với con, và con lại đi đôi giày màu đỏ. Con thật bướng bỉnh, Karen à. Con thật là thiếu tôn trọng. Một vị vua trẻ đẹp đi ngang qua, lúc đó đã bị sắc đẹp của Karen làm cho mê mẩn. Anh đến bên cô và quỳ xuống và dành cho cô những lời khen ngợi. Em thật đẹp và thật tinh tế trong đôi giày xinh đẹp này đó. Thưa ngài, ngài làm tôi ngại đó. Em chắc phải là một vũ công rất giỏi. Tôi mời em đến đêm khiêu vũ trong cung điện tối nay nhé. Có được không? Với niềm hạnh phúc trước lời đề nghị của lãnh chúa, Karen bắt đầu nhảy múa trong niềm vui sướng. Nhưng sau một thời gian, Karen không thể ngừng nhảy. Tại sao tôi không thể dừng chân của mình lại? Điều gì đang xảy ra vậy? Karen bắt đầu rời đi khỏi bà già và lãnh chúa trong khi cô ấy đang khiêu vũ. Karen, quay lại đi. Mặc dù vị vua đã đuổi theo Karen, nhưng anh ta vẫn không theo kịp cô ấy. Đôi giày đỏ của Karen quá xa, còn cứng đầu hơn Karen. Chúng đã đưa cô đến đỉnh núi và bắt cô nhảy cả ngày lẫn đêm trong 3 ngày. Chân của Karen đau đến mức cô ấy hét lên mỗi bước đi. Ôi,
Mặc dù họ đã xuống bùn và bị mắc kẹt, nhưng đôi giày vẫn nhảy múa. Đủ rồi mà, tôi rất mệt. Từ nay tôi sẽ không cứng đầu như vậy nữa. Tôi xin hứa, xin dừng lại đi. Đôi giày, làm ơn dừng lại đi. Dừng lại. Và khi Karen nói rằng cô ấy sẽ từ bỏ tất cả sự cứng đầu của mình, đôi giày đỏ nhảy khỏi chân cô ấy, và Karen cũng ngã xuống. Và đôi giày đỏ tiếp tục nhảy múa khi không có cô ấy. Karen tìm thấy một cành cây và cố đi khập khiễng về nhà, đau đớn. Chân cô ấy đau rất nhiều. Cô ấy bắt đầu khóc vì hạnh phúc khi nhìn thấy ngôi nhà của mình. Bà lão chào cô ở cửa. Họ ôm nhau. Con biết con là một cô gái rất cứng đầu, nhưng con hứa từ nay con sẽ không như vậy nữa. Sau khi Karen từ bỏ tính bướng bỉnh của mình, mọi thứ bắt đầu tốt hơn. Một ngày nọ, có người gõ cửa. Đó là vị vua trẻ tuổi và đẹp trai. Ôi, cô gái xinh đẹp, tôi đã tìm kiếm em khắp nơi và không thể tìm thấy em. Sau khi em khiêu vũ, không thấy em trong cung điện vào đêm khiêu vũ, tôi đã tìm kiếm em khắp thành phố. Karen rất vui khi nhìn thấy vị vua trẻ tuổi và đẹp trai đó. Đó là ngày tình yêu của vị vua và Karen bắt đầu. Bỏ lại sự bướng bỉnh, Karen sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên.